Mình nhận được rất nhiều lời thách thức từ các bạn, đó chính là anh hãy làm thử thách này đi, anh hãy làm thử thách này xem, hoặc là anh hãy thử dùng AK, thử dùng AWM, thử dùng nỏ các kiểu, con là điều thử không dùng cứu thương, vân. Rất là nhiều lời thách thức từ các bạn muốn gửi đến cho tôi mình và muốn mình thực hiện. Ok, và hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thách thức rất là mới lạ. Mình sẽ không tiết lộ ngay đâu. Anh em thử đoán xem đó là thách thức gì, nhớ comment bên dưới thử anh em xem nào. Chuẩn bị đoán nhé. Anh em chỉ được 60 giây để đoán thôi ở trong cái nội dung video này nhé. Bắt đầu. Đầu tiên thì tôi phải đi tìm cái dụng cụ để tôi thực hiện cái thách thức này. Và dụng cụ của tôi nó khá đặc biệt. Nó không phải là thứ có thể kiếm đơn giản. Nó là một cái thứ tìm kiếm rất khó, rất nguy hiểm, lại rất là hên xui. Các bạn đoán ra đó là một trang bị gì chưa? Gợi ý thêm một chút, đó chính là một cái khẩu súng. Một cái khẩu súng ngắm rất mạnh, rất bá đạo. Gợi ý đến bây giờ rồi, anh em nào đoán ra chưa? Ồ, bị phát hiện anh em ơi. Tè. Ôi trời, anh ơi, từ từ nhé. Đó anh em chưa? Nhân cơ hội là mình làm cái thử thách này, thành ra mình không cầm bất kỳ loại súng nào khác. Ngay cả khẩu súng lục, tiểu liên các kiểu đều bỏ qua hết. Chúng ta chỉ đi kiếm tìm cái khẩu súng mà tôi vừa gợi ý cho anh em thôi. Đó là một khẩu súng ngắm. Hắn ta bám gật góc á. Đó là một khẩu súng ngắm. Và khẩu súng đó chỉ nhận ở nơi cực kỳ đặc biệt. Hãy định mệnh, từ từ anh ơi. Và ở nơi đó, từ trên trời rơi xuống mới có. Yeah. Khi mà tôi đã gợi ý đến như vậy thì chắc anh em biết hôm nay tôi sử dụng cái thử thách gì đúng không ạ? Hôm nay tôi sử dụng thử thách đó chính là giành top 1 bằng AWM. Yes. Ôi anh ơi, em có chưa kiếm được AWM đâu. Chạy anh em. Cái cuộc sống nó khó khăn quá anh em ơi. Cái tuổi thơ cực kỳ là cơ cực luôn. Chạy vòng bo tái cả mặt rồi. Hơn một nửa thanh niên bị hạ sấp mặt rồi. Nhưng mà tôi còn đây. Trên là bộ trang phục cực kỳ đẹp. Anh em có nhận ra bộ trang phục tôi đang sử dụng là bộ trang phục gì không? Rất là cute và cool ngầu đúng không nào? Nhưng mà cơ bản nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái vấn đề chúng ta, đó chính là kiếm một cái khẩu AWM cả. Bây giờ chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta phải kiếm thính anh em ơi. Hiện tại tôi đang phải bỏ chạy tán loạn luôn. Tôi đang đi kiếm cho mình một chiếc xe hơi hạng sang kiểu i8 hoặc là mấy xe kiểu Lamborghini hoặc là gì ta. Mình toàn quen mấy cái xe đạp hay là mấy cái xe đồ chơi thì ra mình lại quên mất rồi. Xem nào, Lamborghini này, xe gì nữa nhỉ, không nhớ. Ok, để mà có gì tôi kiếm thêm thẻ để mở thêm slot. Ok, đó anh em chưa, tôi chỉ nhận duy nhất một thứ đó chính là cái hộp máu thương mà thôi. Anh em muốn mình làm thử thách gì cứ comment bên dưới đi, mình sẽ hoàn thành và nhận lời thách thức của anh em. Đây rồi anh em ơi, một chiếc siêu xe. Một chiếc siêu xe đời đầu, một chiếc xe bán tải. Tôi sẽ sử dụng chiếc xe này để mà đi kiếm thính anh em nhé. Thực sự thì nếu mà để đi bộ mà kiếm thính và kiếm khẩu AWM thì đúng là hơi khó nhằn chút anh em ạ. Hiện tại cái lượng máu của tôi hơi thấp, mặc dù là nấm nó đang hồi phục khá là nhanh, nhưng mà bằng này thì chưa đủ để mà sử dụng đâu. Thính ơi, thính ở đâu? Hy vọng là có thính anh em ạ. Nếu không có thính thì chắc là cái thử thách của tôi nó hỏng ngay từ trong trứng nước mất. Đang cố gắng chạy xe rất là cẩn thận đây. Anh em cứ từ từ. Rồi thính phải xuất hiện. À đây rồi. Yes. Cuối cùng thì thính của ta ở đây. Nhưng mà có AWM hay không thì chúng ta phải chờ xem. Đây là một cái thính màu gì đây? Đây là một cái thính cột màu vàng rồi. Một cái thính màu xanh à. Thính này khá bự anh em ạ. Hy vọng là có AWM ở trong đấy. Anh em đoán xem có hay không nào. Wow, thính vàng luôn kìa. À ha, đây rồi. Yeah. Bây giờ mình cuối cùng kiếm được cái khẩu AWM và chúng ta bắt đầu thử thách ngay bây giờ. Vâng, sau 4 phút lăn lội các kiểu con là điều thì chúng cuối cùng ta có một cái AWM để mà vào đây để mà sẵn sàng chiến đấu với anh em rồi. Hôm nay thì tôi mới đi thi bằng lái xe về, thành ra đi xe hơi khó một chút anh em ạ. Ok, có ống giảm thanh này. Lần này là quá là tuyệt vời anh em ơi. Có cả các kiểu ống đà điểu luôn. Chúng ta chỉ còn thiếu cái băng đạn thêm mà thôi. Hình như là tôi nghe cái tiếng động gì đó.
Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Úi dồi ôi, đừng bắn anh ơi, đừng bắn. Né, 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 né. Chết, 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 chết. Từ từ anh em ơi. Cứ từ từ. Bình tĩnh. Nhẹ nhàng thôi anh em ơi. Hắn ta đang tiếp cận lại mình rồi. Một phát headshot vào đầu ha. Đó, hắn ta không dám vào kìa. Đuổi. Tôi quyết định là lên xe và bỏ chạy tiếp thôi anh em ơi. Anh em đừng quên là cái thử thách này của tôi thực hiện ở bản là Open Beta 8, tức là hai vòng bao cuối, nó tăng cái sát thương gây ra từ cái vòng điện nữa. Làm thanh niên thôi, bắn thì bắn ghê dậy, em hot thì vậy sao. Nhẹ nhàng thôi anh em ơi, từ từ, chuẩn bị này. Mày mũ ba hả mày? Này thì bữa ấy chết ngay tại trận anh em ạ. Khoe đồ với mình cơ. Ok ok, đuổi tiếp nào. Go boy. Chưa có phụ kiện nhiều anh em. Ok, full phụ kiện là thế được rồi. Không phải tìm được nhiều. Một cái băng đạn thêm với lại một cái nòng súng rất là tuyệt vời. Gần 11 thanh niên anh em ơi, chúng ta đi kiếm tìm thêm. Ơ, trước mặt, trước mặt. Ôi dồi, ôi đừng bắn anh ơi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Mà hình như ta chỉ phát hiện ra mình. Đây, đây. Đây rồi con đựa ạ. Headshot, một phát headshot thôi anh em ơi. Mình sẽ cộng thêm một cái thử thách kèm thêm, đó chính là một phát headshot ha. Ok, đội đầu đội kiểu rồi. Rất là hoa mắt chóng mặt đúng không nào. Ok ok ok. Rất nhiều đồ. Quyết định là không lấy chảo luôn. Chảo cũng không thèm anh em ạ. Không thèm chảo luôn này. Thử thách của chúng ta đang đến gần hồi kết anh em ơi. Chỉ còn 10 thanh niên thôi. Khẩu ARM của chúng ta đang cực kỳ hoành tráng. 33 viên, thoải mái cho anh em bắn đạn anh em ơi. Cực kỳ song sinh. Tôi sẽ không lấy bất kỳ một khẩu súng gì khác ngoài ARM và thể hiện cái khả năng bắn headshot của tôi ha. Sau rất là nhiều lần tôi luyện. Rồi, chúng ta tìm kiếm thanh niên nào. Bây giờ chỉ còn 10 thanh niên anh em ơi. Đang làm mà mấy thanh niên này cứ nhắn tin mất 3 cái tiếng video mình rồi. Chắc là video mình sẽ mất tiếng anh em ạ. Tại vì đang quay mà mấy thanh niên này nhắn tin về nó có tiếng báo hiệu ấy, đã mất tiếng luôn. Cái thật. Thử thách của mình là cầm Andreamer và giành top 1 nha anh em ơi. Yes. Đều là một viên và hạ gục đối thủ ngay tức anh em ơi. Ô, lại có Grada nó phát hiện ra rất là nhiều thanh niên luôn. Hình như là mình là tâm điểm bằng ấy. Đấy đấy, một thằng ở trên đồi kìa. Ngắm thật đẹp anh ơi. Căn chỉnh thật đẹp vào đó. Không có điều gì khó khăn cả. Chúng ta cố gắng ngắm và hạ gục ngay đối thủ. Ở lại có một thanh niên nghe. What? Lút đồ kìa, hắn ta lút đồ. Lút đồ hả mày? Knock out luôn. Chỉ còn 7 thanh niên thôi, tính ở mình là 6. Top 1 đang cực kỳ gần rồi. Tôi đang ngửi thêm một chút gì đấy của top 1 rồi anh em ơi. Tôi đang cảm thấy mình chạm tay vào top 1 chưa bao giờ gần thêm hơn như vậy. Bên kia lại có thính kìa. Ui, hai thằng kìa. Nè, đông ta. Mày bưởi. Yes. Còn nữa ấy. Thêm một thằng anh ơi. Hơi khó một chút. Nè, bò gắt quá anh em ơi. Open beta 8. OB8 thì bắn phải chạy nhanh lên anh ơi. Nè, OB8 nó khác. Gắt thế. Chạy thọc mông luôn rồi anh em ơi. Ui dồi ôi. Anh em nhìn cái lượng máu của tôi mất đi. Nên cái thằng kia nó chạy trước mặt mình. Tí tôi giết hắn sau và bọn bo đã. Bú máu anh em ơi. Bo gắt quá. Bo phiên bản mới OB8 nó khác. Nè. Cực kỳ gắt luôn. Ôi thanh niên đây rồi. Ok ok ok. Cứ đập anh em ơi. Từ từ. Thoải mái hắn ta không nhận ra mình đâu. Bơm máu đi. Bơm xong chúng ta nhẹ nhàng tặng hắn ta một viên đạn chì nào. Hít thở, hít thở. Wow. Trượt rồi.
khó quá. Đuổi tiếp anh em ơi, chỉ còn 6-5 người thôi. Top 1 đang cực kỳ gần trong tầm tay của chúng ta rồi. Anh em muốn mình làm thêm các thử thách gì nào? Comment dưới video đi. Mình chứng minh và thực hiện cái thử thách của anh em dành cho mình. Mai ở bữa ơi, trời ơi. Mẹ thanh niên kia anh em ạ. Mẹ thanh niên. Ngu người chưa? Mẹ dám hướng vào nòng súng mình. Ở dưới cái mà thanh niên kìa. Bỏ qua hắn ta hay là chết đây? Ơ bị hắn ta. Cái thằng nào chết rồi ấy. Ở đây đây. Ui trời ơi anh ơi, đừng bán em thế. Bình tĩnh. Tự tin và chiến thắng. Ôi trời, dưới kia lại có thằng kìa anh ơi. Top 1 đây rồi. Top 1. Ui mẹ chết rồi. Từ từ, nhẹ nhàng thôi. Top 1. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.